Không bằng hai vị chơi một ván với ta đi. Các người thua thì chuyện này kết thúc tại đây, có được hay không? Người này thật tuấn tú, không, là thuật pháp không gian thật cao siêu. Xuất hiện từ khi nào vậy? Mình vậy mà không hề phát giác. Linh động cảnh, không, linh động cảnh không hề biết bay. Ngươi là ai vậy? Hả? Ta là tới chơi trò chơi. Dám chiêu chọc lão tử? Dù cho ngươi ngụy tạo thành linh động cảnh, ta cũng phải lột da của ngươi ra. Ồ, vậy thì đánh thôi. Xin tự kiếm. Chỉ đơn giản là rút kiếm ra thì đã có uy lực như này rồi. Đây rốt cuộc là ai vậy? Có chiêu gì không? Cứ việc sử dụng đi. Không tốt. Người này không phải người bình thường. Trong tay là đế binh. Không, đó là núi lượng giới. Vậy nên chúng ta đang làm gì? Yên tâm đi, phụ hoàng của ta nhất định sẽ đánh bại người cản trở. Bên này cũng sẽ không công tự phá. Đùa hả? Ngươi nghĩ cô của ta ăn chay sao? Dáng này chắc chắn cô của ta thắng rồi. Chủ yếu là cô gái bên cạnh không dễ chọc. Nếu không, ta sớm đã ra tay rồi. Hả? Diệu Lăng, Diệu Lăng, người có đó không? Sư tôn, Sư tôn, ta ở đây. Hừ, lần này hai đánh hai rồi, cha của ngươi hết phần thắng rồi. Giỡn hả? Đáng hận, vậy mà tính xót cô gái này còn có sư tôn, lần này không hay rồi. Người ở bên trong vẫn ổn chứ? Không sao chứ? Ta không sao, bọn họ đang ở đây chơi cờ. Im miệng đi, đừng nói ra. Đúng vậy, các trưởng bối đánh nhau ở bên ngoài, chúng ta chơi ở bên trong, thành ra cái thể thống gì? Tốt quá rồi, xem ra không có chuyện gì. Vậy ta yên tâm rồi. Đáng hận, người đang xem thường ai hả? Bớt lo chuyện báo động đi. Người sai rồi, ta cũng chỉ là muốn bảo vệ cháu gái của ta mà thôi. Giao Lam Dương Dương cho ta đi. Hả? Vậy thì nhờ ngươi rồi. Diêm Tức, năm như ngạo mạn đó thì giao cho ta đi, không thành vấn đề. Triển khai lĩnh vực. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.